Xin chào mọi người, đây là hai cái sản phẩm chuông sử dụng đồng tiền cho hai dòng máy đó là Shinewa và Echo. Trên đây thì Toản sẽ giới thiệu cho mọi người, đây là cái đầu tiên, đây là cái chuông của máy Shinewa 350 nhé mọi người nhé. Đây là sử dụng cho 350, cái 350 thì thường nó sẽ sử dụng là xích chuột và chuông là chuông trái khế. Khi sử dụng một thời gian thì nó sẽ bị mòn, thì chúng ta sẽ rất là khó để thay thế, hoặc là nếu như mà chúng ta không biết làm thì sẽ rất là khó để chuyển nó thành một cái bộ chuông đồng tiền. Nên đây thì Toản có một cái sản phẩm đó là bộ chuông cho hai dòng máy, đó là Shinewa 350 và đây là dùng cho Echo 302, 304, 361, 362, 330 và những dòng Shinewa, những dòng Makita 3640 đó. Mọi người thấy là hai cái dòng chuông này thì một cái nó là của Shinewa thì nó sẽ có hai cái chân như thế này. Mọi người thấy là cái chân này nó để sử dụng là bám vào cái bơm nhớt, nó giúp cái bơm nhớt, nhông bơm nhớt nó quay. Và chuông của Shinewa thì nó sẽ có cái độ dày, cái bề này nó sẽ nhiều, nó sẽ cao hơn, nó cao hơn mọi người nhé. Còn của Echo thì nó sẽ, cái bề này nó sẽ mỏng hơn. Mọi người thấy là Echo nó mỏng hơn. Và Echo thì nó nằm như thế này, nằm úp bên trong. Shinewa thì nó sẽ nằm ngửa ra. Đó, mọi người thấy là của Echo nó cũng sử dụng chuông đồng tiền. Đó, bên Toản thì có chuông và đồng tiền hết cho mọi người, về mọi người chỉ cần ráp vào là mọi người xài thôi. Đó, đây là hai cái sản phẩm nó rất là bổ và rẻ cho hai cái dòng máy Echo và Shinewa như vậy. Giá nó rất là rẻ, mọi người có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Toản để trên góc màn hình, đó là 0947207718 hoặc là 0941797478 nha mọi người nhé. Toản ship hàng toàn quốc và cái số lượng của nó thì không còn nhiều đâu, đó, còn rất là ít nên mọi người nhanh tay mua hàng và đặt hàng. Đó, đây là bộ sản phẩm, nó là của AIB này mọi người này, AIB. Đó, còn cái này là, nói chung là hàng gia công rất là sắc nét. Mọi người nhìn thấy đây là mọi người sẽ thấy là rất là sắc nét nhé, cực kỳ tốt. Đó. Rồi, thay thế cho một cái sản phẩm gọi là chuông sử dụng trái khế. Đó, thay sử dụng chuông trái khế, nó rất là đẹp. Nói chung là đây là không phải là hàng mà mình độ chế, mà đây là nó sản xuất mới do một cái công ty nó chuyên sản xuất những cái bộ chuông như thế này. Đó. Cái này là hàng sản xuất nguyên zin chứ không phải là độ chế từ một cái bộ chuông khác mọi người nhé. Mọi người yên tâm về sử dụng, ráp vào là như zin. Đó, ráp vào như zin, không có bị sai lệch và không có phải độ chế gì thêm, ráp vào như là zin thôi. Tháo cái bộ zin ra, ráp vào. Đó. Rồi, bộ sản phẩm này thì cả chuông này và đồng tiền nhé mọi người nhé. Chuông và đồng tiền nó chỉ khoảng tầm 150 đến 160 ngàn nhé mọi người nhé. Đó, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, mọi người lưu ý giúp Toản nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toản bái. Chào mọi người.